Leo Văn Minh, chào nha và các bạn. Hiện tại bây giờ là 9 giờ 59 phút ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch. Tức là ngày bao nhiêu bác nhỉ? Ngày âm lịch. 18 âm lịch, À, ngày 18 18 âm lịch, mình rất là vinh 18 dự có giao lưu với 18 bác tháng Hãn ở Hà Nam. 0 À, hôm bao 54. giờ à, mình, vâng. Mình rất là vinh dự giao lưu với bác từ đầu đông năm ngoái. Bác lên thăm gia đình nhà mình giao lưu mới vài. Bây giờ bác giới thiệu giúp em về. Thưa bà con, thì tôi cuối tháng 9 âm đầu tháng 10 âm lịch tôi có lên nhà anh Minh để tìm hiểu học về cách vanh vải và mua đồ dụng cụ ở trên đấy luôn để về vanh. Thì thực tế thì tôi có khoảng 400 cây. Thì hiện nay thì vải của tôi đã là đỏ đít, đỏ vai và đã nổi u. Mà của tôi là 100% là vải u hồng. Thế qua quá trình tôi về tôi làm thì cái hiệu quả tôi thấy bây giờ đã chịu cảnh 100%, không có cây nào cây không ra. Vâng. Thế thì đây cũng là cái học hỏi của bà con. Rồi là trong cái lĩnh vực nhà lông ta thì học nhau ăn, học làm. Thì trong vấn đề đấy thì tôi đã thực tế, phải lên nhà anh Minh là thực tế. Và tôi lại quay về nhà tôi làm cũng là thực tế. Hiện tại là ở đây tôi là Phạm Văn Hãn, quê ở Kim Bảng, Hà Lan. Thế mong bà con là đi sâu vào cái kỹ thuật vanh vải để cho nó có hiệu quả. Cảm ơn bà con. Vâng. À, mình xin giới thiệu lại. Bác tên là Phạm Văn Hãn ở xóm 3, xóm 13. 13, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại của bác là 0387 0387 501 và 538. Bây giờ 583, mình đọc lại lần thứ hai. Xong tí mình sẽ đi ghi trên video. Số điện thoại của bác là 0387 501 583. Bây giờ mình với bác đi thăm vườn. Bây giờ mình đứng ở đây mình quay cận cảnh các bạn nhìn cây vải của nhà bác nhé. Bởi vì vải nhà bác rất là cao lớn cho nên mình không thể đứng gần quay được, không giống như vải nhà mình. Mình sẽ phóng to các bạn nhìn. Đây là vải u hồng các bạn nhé. Vâng, em với bác tiếp tục đi thăm đi bác ơi. Qua quan sát của mình, vườn vải của nhà bác Hãn ở đây, ở cái vùng Hà Nam, Kim Bảng Hà Nam là vùng chiêm trũng các bạn ạ, nhưng quả rất sai các bạn nhìn từ xa này. Bây giờ mình phóng ra xa các bạn nhìn nhé, ngay cây ngay cận cảnh trước mặt cũng rất sai đây. Mô hình vườn ở đây là ở dưới ao, mỗi một cái bờ là một hàng vải. Mình quay từ xa nhé các bạn nhìn nhé. Để mình quay sang bên kia, các bạn quan sát. Đây, những cây gần cũng thế, rất là sai các bạn ạ. Bây giờ mình quay dưới gốc, các bạn quan sát. Các bạn nhìn, những cây vải này, bác đã thực hiện cái kỹ thuật mà khoanh gốc mà mình đã chia sẻ vào tầm tháng 9 hay đầu tháng 10. Năm ngoái bác lên thăm mình, lên giao lưu mình. Về bác khoanh đã thành công. Các bạn quan sát những cây vải rất là cao. Như bác vừa chia sẻ, ước tính mỗi gốc khoảng độ tạ rưỡi 2 tạ hoặc ít 1 tạ, và năm nay nhà bác thì được 100% các bạn ạ. Đây, gốc rất cao lớn, tỉa tót không ít, hạn chế tỉa nhưng sản lượng rất cao. Cũng như mình chia sẻ, đặc điểm thực vật của cây vải u hồng và tháng 3 ấy, phải cao lớn sản lượng mới có ổn định. Vậy có như nào các bạn đã quan sát đây rồi, bây giờ mình đi cùng với bác. Anh ơi, vườn nhà mình năm nay khoảng bao nhiêu tấn anh nhỉ? Từ 20 đến 25 tấn. À, 20-25 tấn. Bây giờ hiện trạng cái vải nó đang như nào? Nó Nó tình trạng hiện tại là có đã đỏ đít rồi. à vâng, vải Đang đã đỏ đỏ cuống đít nhưng rồi. đang cuối thì bây giờ thì chưa 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 đỏ đít. Vàng vàng Cũng chỉ trong vòng 20 hôm nữa là thu hoạch hết. vàng đây, vải rất đẹp nha các bạn nhé. Đây, vải u hồng đấy. Thì ở đây nhà mình là chủ yếu là xung quanh là ao, nhà thỉnh thoảng đắp và xung quanh Trên ao bờ là cây. và trên bờ là cây.
Bác vừa rồi là bác khoanh hết cả vườn chứ nhỉ? Khoanh hết rồi. Vâng. Vâng. Không cây nào là không khoanh. Vâng. À chỗ đấy. Rồi mình quan sát từ xa. Để các bạn quan sát từ xa nhé. Bác đứng em chụp cái hình ảnh hình ảnh của bác. Vâng. Đây. Thì, đây là cái bờ ao thứ hai. Ao thứ hai. Vâng. Cái quả bên kia là cây thấp hơn anh nhỉ? Vâng, cây thấp hơn. Đây mình quay từ xa các bạn quan sát. Thì mình là người Lục Ngạn, là một thủ phủ làm vải thiều thật. Tuy nhiên năm nay vải thiều trên Lục Ngạn chỉ được một số xã vùng cao là được quả thôi. Còn những xã vùng thấp mình năm nay mất mùa. Thì vấn đề yếu tố thời tiết đó là yếu tố đầu tiên. Thì năm nay như chúng ta biết rồi, 30 Tết trời mưa đá, dòng giã mấy thời gian sau ẩm ướt, dẫn đến hiện tượng vải thiều nó bị mất hoa. Tuy nhiên vải sớm năm nay được các bạn ạ. Thì vải nhà mình có mấy cây vải U Hồng và vải Tháng Ba cũng được. Và vải Thanh Hà cũng được. Còn vải thiều mình năm nay mất. Tuy nhiên vườn vải như là bác nhận xét là tỷ lệ đậu quả ra hoa đậu quả 100%. Đây các bạn quan sát từ xa nhé, mình sẽ vòng lại. Tìm một nhánh mà không có quả hơi khó. Vâng, như bác chia sẻ tìm một nhánh không có quả hơi khó. Tìm một nhánh không có quả hơi khó. Đây, rất đẹp. Bẹt hết rồi. Vâng, rất là sai các bạn nhé. Nó bẹt hết và vâng. Bác làm bớt hết. Vâng. Coi như là gục hết. Vâng, đi em với bác sẽ thăm tiếp. Vâng. Nhánh nào là nhánh không đây, ra? Đây, các bạn nhé. Mình đúng là mình tìm không có một nhánh nào không có hoa cả, có quả cả. Đây, mình quay từ xa. Vải U Hồng, cả người Lục Ngạn mình, những vùng sản xuất chuyên canh Lục Ngạn, à chuyên canh như là Hải Dương cũng phải ngại. Nhưng vườn của bác hẳn đây, không sót một cây nào, mà bác vừa chia sẻ là không sót một cành nào ấy. Cũng như năm ngoái nhà mình làm cái vườn gọi là hai ruộng vườn trúc cũng thế, tìm ra một cành có không có quả là rất là hiếm. Đây các bạn quan sát tiếp. Thôi mình không nói nữa. Chủ yếu là mình quay thôi. Đây. Vườn nhà bác rất rộng. Bác ước tính khoảng 20-25 tấn. Còn một vườn nữa cho nên mình sẽ đi một vườn. Bởi vì cái điểm ở đây là vùng chiêm trũng cho nên độ ẩm nước nào? Độ ẩm nước rất nhiều. Chủ yếu là ở dưới là ao, trên là vườn. Cho nên mình phải đi nhiều vườn nữa. Chứ mình không có thời gian mình đưa điện thoại chậm, các bạn thông cảm. Đây mình sẽ phóng to các bạn quan sát. Sao các bạn có nhìn thấy cây nào không có quả không? Đây mình đứng ra cái bờ ao này một chút. Điện thoại hãy dùng các bạn thông cảm nhá. Bây giờ là 10 giờ 9 phút. Nó hơi zoom một chút. À hơi nắng một tí. Dưới là nuôi cá, trên là vải. Ở đây là trên đường các bạn ạ. Được hai hàng vải. Đi vào trong, à đi ra ngoài anh. À vâng. Bây giờ mình với bác lại tiếp tục ra vườn thứ hai. Đi em anh đi. Rồi anh nhờ. Đây vẫn là vườn nhà mình đây. Mình và bác đang đến cái vườn thứ hai của bác. Đây mình đã quay từ xa. Bác vừa đi xe máy vừa quay. Gần như không có cây nào không có quả các bạn ạ. Mà quả rất sai. Quả sai đều, không chùm, không thưa. Như này rất dễ thu hoạch. Đây mình đi đến vườn, vẫn là vườn thứ hai của bác các bạn ạ. Quả rất to. Tuy nhiên là có thể mấy hôm trời nắng bác phun nó hơi quá. Cho nên hơi bị cháy đầu một chút nha các bạn, rút kinh nghiệm. Giai đoạn quả chín, chuẩn bị chuyển sang màu trắng. Từ xanh sang trắng chúng ta phun thuốc nhẹ nhất nhá. Môn thứ nhất cầm cự thôi, quả là hơi cháy. Và kinh nghiệm phun của bác là chưa được tốt cho lắm. Và mình đi tiếp tục vào vườn để bác đây. Quả rất to nhưng mà nó hơi đen gai. Đây các bạn quan sát. Hơi đen gai các bạn ạ. Đây. Tốc độ là thì 100 cân cây này thì không phải giói. Vâng, một tạ. Cây này một tạ đấy. Quả to mà. Quả nó to nó nhiều cân. Hai ông được chân rồi. Hàng này bây giờ nó như này còn lên to, nó mảnh to lắm. Vẫn to, cái này vẫn to. Bên kia đã nhỉ? Xài quá, xài quá nhỉ? Và.
Ưu điểm ở đây là cây nó thoáng anh nhỉ, tức là nó không cây chen cây, hàng hàng chen nhau thật, nhưng cây thì nó không bị chen nhau. Hầu như có quả hết các bạn nha, rất sai đấy. Đây những cây cao lớn nha các bạn nhá, quả rất là sai. Cho mình cứ nhắc lại đặc điểm thực vật của u hồng tháng 3 là chúng ta phải để cao lớn mới có sản lượng. Đi qua thăm vườn ở nhà bác, mình càng rút ra được cái kết luận của mình là đúng. Gần như bác không tỉa mấy. Vải sớm với vải thiều nó khác nhau. Vâng, quá sai đấy. Và cây này phải 2 tạ anh nhỉ? Tầm 2 tạ. Và sai quá, đẹp quá nhờ. Và quá đẹp, quá to đều. Và cái cây to lớn. Cây này 2-3 tạ. Và tầm 2-3 tạ nhờ. Vườn anh còn nhiều lắm các bạn ạ. À, mình đi thăm thì không biết bao giờ, còn mấy vườn nữa nhưng mình với anh mệt rồi. Và bây giờ anh sẽ giới thiệu sơ lược qua cái vườn của anh và cái nhu cầu giao lưu của các bạn. Phun xong chưa? Nó nghỉ ta về luôn, nghỉ trên nhà thế mà về luôn. Vâng, anh giới thiệu qua rồi giới thiệu có giao lưu với các bạn như nào. Thì thôi tôi là sản xuất ra quả vải, mong tiêu thụ được. Thì bà con nào có nhu cầu thì theo số điện thoại ở dưới dưới góc tivi. Thì giá cả thì tôi bán theo thị trường. Đến gốc vừa đây là thí dụ đăng ký mấy tấn là chúng tôi sẽ lo đủ cung cấp cho các vị để tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị là vị nào có nhu cầu thì điện lên là 0387501583 để liên hệ với tôi. Thì hiện nay là đã hung hung rồi, thì từ nay đến rằm là bẻ rộ thôi. Từ năm mùng 1, 3, 2, 8, 2, 9, 30, mùng 1 là tôi bẻ rộ. Và sang tháng, đây, bát ngàn đây, bà con là cái thực tế. Thì cảm ơn bà con. Vâng, thì mình đọc lại, bởi vì là cái địa chỉ dài cho nên mình không thể ghi trong video được dài quá các bạn ạ. Mình chỉ ghi số điện thoại của bác thôi. Mình đọc lại một cách chính xác, đọc chậm. Tên của bác là Phạm Văn Hãn, xóm 13, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại 0387 501 583. Ước tính của bác thì chỉ là ước tính thôi, bởi vì mình quan sát đây sản lượng nhà bác rất là nhiều. Thì bác ước tính khoảng độ 20-25 tấn. Và chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Mình dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn nha.